Chương thứ 11. Khi tới gần thành Jerusalem bên làng Bê-pha-dê và làng Bê-tha-ni, ngang núi Olive, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đang buộc, chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? Hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai người đi, thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm gì? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn, thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên nó, rồi Ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ. Đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối. Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bê-tha-ni với 12 sứ đồ. Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi thì Ngài đói. Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Nhưng tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bò câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: Há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, thấy cây vả đã khô cho tới rễ. Bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa, cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai sẽ bảo hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển? Nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có việc gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão tới gần Ngài mà hỏi rằng: Thầy lấy quyền phép nào làm những điều này, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép báp tim của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. Và họ bàn với nhau như vậy. Nếu chúng ta nói bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng, vậy sao các ngươi không tin lời Giăng? Nếu chúng ta nói trái lại bởi người ta, họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều tin Giăng thật là đấng tiên tri. Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Chúng tôi không biết. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này.